Này, trước khi bắt đầu video thì hãy để tôi hỏi bạn một câu hỏi nhé. Bạn ghét bao nhiêu thứ trên thế giới này? Có một thứ gì đó cụ thể mà khiến bạn thực sự ghê tởm không? Xem nào, hơi khó nghĩ nhỉ? Con người chúng ta là như vậy. Bộ não của chúng ta thường có xu hướng muốn giữ những ký ức đẹp, còn mấy cái ôi trời ơi thì ném thẳng vào sọt rác. Đó có lẽ là lý do cho việc bạn có thể kể ra hàng loạt các thứ bạn thích, nhưng những thứ bạn ghét thì lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nguyên lý thông thường là như vậy. Nhưng thật kỳ lạ khi riêng với bộ anime này thì não tôi lại không thể ném vào sọt rác như bình thường được. Có lẽ là vì đây là bộ anime khác biệt hoàn toàn so với phần còn lại của thế giới. Bạn cái thuê đã liên tục và không ngừng thách thức ranh giới của sự cờ zin ghe. Khi chỉ riêng bạn gái thuê cũng có thể solo tay đôi với các bộ isekai khác trên cuộc đua này. Điều này như muốn nói lên rằng nếu bạn gái thuê là một bịch rác thì bịch rác đó cũng sẽ phải rất chói. Đúng vậy, cháy đến mức mà cả thằng bạn của tôi Jeff cũng không thể chịu được. Vậy nên không dài dòng nữa, hôm nay tôi ở đây chính là để chia sẻ đam mê chửi bạn gái thuê cháy bỏng từ con tim cùng với Jeff. Trước hết thì chưa chửi vội mà hãy có một cái nhìn tổng thể từ bên ngoài. Nhật Bản ngày nay đã phát triển một dịch vụ cho thuê đặc biệt rằng nếu trước đây bạn chỉ có thể thuê những đồ vật như xe cộ, nhà cửa hay ạc lửa chùa thì giờ đây bạn đã có thể thuê con người. Bạn gái, bạn trai hay thậm chí là em gái. Chỉ với sức mạnh của đồng tiền bạn đều có thể có họ. Và đó cũng chính là công việc của một trong những nhân vật đầu tiên của chúng ta, Chizuru. Chizuru làm công việc bạn gái thuê để giúp tăng thu nhập nhằm phục vụ đam mê ở đại học. Và vào một ngày chưa chắc đã đẹp trời, cô đã được nam chính của chúng ta, Kazuya, thuê cô. Và trong một lần hẹn, bệnh viện đã gọi cho Kazuya để báo về việc bà nội anh bị đột quỵ. Vậy nên cả hai người họ đều đến bệnh viện nhanh chóng. Chỉ để rồi sau đó bà nội của Kazuya hiểu nhầm là người yêu. Với tính chất công việc bạn gái thuê của Chizuru thì việc này cũng không có gì là khó khăn. Nhưng bà nội của Kazuya lại quyết định đi khoe với người bạn thân của mình. Và vô tình, người bạn thân đó lại chính là bà của Chizuru. Vậy nên bây giờ họ đơn giản là kẹt với nhau. Mới nghe qua thôi thì cũng khá là thú vị rồi phải không? Mô típ mới mẻ khi tôi chưa từng nghe thấy khái niệm bạn gái thuê trước đây. Art thì nhìn cũng khá ổn. Và hơn cả là opening của bạn gái thuê thật sự rất... Oh! Trước giờ tôi đã luôn có quan điểm rằng bất cứ bộ anime nào có opening hay thì chắc chắn phim cũng hay. Và quan điểm đó trước giờ cũng chưa từng sai khi chúng ta có Kimetsu no Yaiba hay là Kaguya Love is War. Vậy nên tôi nghĩ rằng có lẽ tôi sẽ cho bộ anime này một cơ hội. Và yep, đó có lẽ là sai lầm lớn nhất thế giới này bên cạnh cuộc đời của bạn. Hiện thực đã vả vào mặt tôi như cái cách mà Harry Maguire đá cho MU vậy. Dù sao thì hãy cùng đến với lý do đầu tiên mà tôi ghét bạn gái thuê, chính là tôi ghét thằng này. Thất bại là mẹ thành công là một câu nói nổi tiếng đã được truyền lại từ bao đời nay với ý nghĩa rằng để có được thành công thì trước đó con người chúng ta phải trải qua những thất bại. Và tôi phải công nhận rằng Kazuya thực sự thành công trong việc thất bại. Thanh niên này là một pick me boy chính hiệu khi cái tôi của anh ta lúc thì khá cao, lúc lại khá thấp và anh ta quá tự ti với bản thân. Cộng thêm đó là anh ta là một người sống rất cảm tính nên có thể bị dắt mũi bởi bất kỳ ai, kể cả khi đó là chính anh. Đây là thằng nhân vật đầu tiên mà chúng ta thực sự không muốn thấy anh ta hẹn hò với bất kỳ ai trong tàn harem của chính anh ta cả. Trong khi đáng lẽ ra thanh niên này phải nhận được sự cổ vũ của chúng ta thì tất cả những gì mọi người nghĩ đến khi nhắc đến cái tên Kazuya lại chỉ là nổi tên nổi chết mẹ em đi. Nhưng mọi thứ vẫn chưa dừng lại ở đó. Kazuya, tôi chắc chắn anh ta là kẻ thù của phụ nữ. Xuyên suốt season 1 chúng ta đã thấy Kazuya dùng trí tưởng tượng phong phú của mình khá nhiều. Nhiều đến mức mà khiến người xem khó chịu và khiến tôi tự hỏi rằng anh ta liệu có coi trọng các cô gái này hay anh ta chỉ coi những cô gái là công cụ thỏa mãn cho chính những suy nghĩ bệnh hoạn của mình. Mà chính điều đó lại dẫn đến một câu hỏi lớn hơn là liệu Kazuya có đang đánh đồng giữa tình yêu và dục vọng. Ok, hãy cùng tìm hiểu nhé. Tua về lại tập 1 khi thanh niên này vừa mới bị mami đá xong thì thay vì tự hỏi bản thân tại sao cô ấy đá mình và trưởng thành lên thì anh ta đã quyết định lãng phí giống nòi với những suy nghĩ đen tối về bạn gái cũ. Điều này khiến cho tôi khá khó chịu. Đây chẳng khác gì một sự sỉ nhục tình yêu cả. Thứ tôi thấy ở thanh niên này chỉ là một thằng biến thái tiếc nuối vì không thể ứ với mami. Nhưng thôi nào, có lẽ tác giả chỉ đang cố tình tạo ra một nam chính loser thôi. Vì dựa theo kinh nghiệm xem romcom 3 đến nay của tôi thì tôi dự đoán rằng cốt truyện của bạn gái thuê sẽ là sự trả thù của Kazuya. Là khi anh ấy nhận ra được sai lầm của bản thân và qua dần thời gian trở thành một gigachad để có thể xứng đôi với Chizuru, đồng thời khiến cô bạn gái cũ đã đá anh, mami phải cay cú và hối hận.
đó sẽ là một câu chuyện tuyệt vời. Nhưng tác giả của Bạn Gái Thuê thì lại không nghĩ như vậy. Trong suốt season 1, ta có thể thấy Kazuya đã có khá nhiều sai lầm. Và đương nhiên anh ta đã tự nhận ra sai lầm đó của bản thân, rằng bản thân anh phế thế nào khi tất cả những gì anh làm chỉ là giết hàng triệu sinh mạng mỗi ngày. Nhưng vấn đề ở đây lại nằm ở việc Kazuya chưa bao giờ sửa sai, mà thay vào đó là bao biện cho chính bản thân mình bằng cách nói dối. Tôi thực sự chán phải thấy thanh niên này dằn vặt bản thân rồi sau đó lại phế như cũ rồi. Thực ra thì là một thằng loser thì cũng ổn thôi, miễn là bạn vẫn tử tế và tốt bụng. Nhưng thằng cha này thì không phải loser, nó là cặn bã. Chính vì vậy nên tôi đã quyết định chọn Mami là waifu của tôi. Vì sao tôi chọn cô ấy thì hãy cùng đến với lý do tiếp theo nhé. Đỉnh cao thất bại của một bộ anime hay bất cứ bộ phim nào chính là việc bạn bắt đầu thích nhân vật phản diện và cổ vũ cho họ. Điều đó như khẳng định rằng bạn đã chán ghét và không còn đặt niềm tin vào các nhân vật chính nữa. Mami Kanami hay cô bạn gái cũ của Kazuya là nhân vật mà tôi nghĩ rằng tôi sẽ ghét cô ấy. Vì đơn giản mà, cô ấy đã đa nam chính của chúng ta và giờ đây lại còn muốn phá đám ư? Nhưng sẽ thế nào nếu chúng ta thử nghĩ theo cách khác nhỉ? Mami đã cố tình chia tay Kazuya nhằm khiến anh ta trầm cảm và nhận ra được sự loser của mình. Nhưng Chizuru cùng với hàng loạt các cô gái khác lại đột nhiên xuất hiện, khiến cho quá trình trưởng thành của Kazuya lẫn kế hoạch của Mami bị kẹt lại. Uầy, chẳng phải là Mami đang từ phản diện thành anh hùng sao? Đó chính là lý do mà tôi thích Mami đấy. Mami có lẽ thực sự mới là nhân vật nữ tốt nhất, vì tuy là hành động của cô nghe có vẻ ích kỷ, nhưng có lẽ thực ra cô ấy đang cố gắng cứu Kazuya ra, rằng cô muốn anh phải hối hận vì đã quên cô, cùng với sự thất bại của mình quá nhanh. Damn, tôi vừa nhận ra là nếu mỗi một nhân vật phản diện tốt đều có một quá khứ bi thương, thì quá khứ bi thương của Mami chính là hẹn hò với thằng này. Tạm gác lại mấy vấn đề về anime thì tôi nghĩ tôi cũng muốn chia sẻ một chút về quan điểm của mình với tác giả của Bạn Gái Thuê là Miyajima Reiji. Miyajima thực sự là một tác giả tài năng, rằng điều đó đã thể hiện ở chính manga của ông là nó được chăm chút cực tốt về mặt hình ảnh. Nhưng với tình cảnh hiện tại thì art manga có lẽ cũng không thể bao biện được cho sự tự hủy của Miyajima. Manga của Bạn Gái Thuê đã vượt 200 chap và tôi thực sự vẫn không hiểu tại sao Kazuya và Chizuru vẫn chưa hẹn hò với nhau. Trái lại với người đàn anh là Kaguya-sama thì họ đã được Kimochi Yamate ở một chap 200 nào đó rồi. Đúng là như một hảo hán mặc áo đỏ nào đó từng nói, có làm thì mới có ăn. Và tôi không phủ nhận việc tác giả muốn có lợi nhuận trên sản phẩm của chính mình, vì đó cũng là điều mà tôi làm. Nhưng tôi khẳng định rằng tôi khác Miyajima một điểm duy nhất là tôi sẽ không bao giờ cố tình làm người hâm mộ thất vọng hay hủy hoại chính đứa con tinh thần của mình chỉ vì tiền cả. Miyajima đã không tôn trọng độc giả và trên cả là chính tác phẩm của mình bằng cách sử dụng một màn fan service tệ hại. Có thể bạn sẽ nghĩ rằng trong cuộc sống thì ai cũng có sai lầm thôi mà. Nhưng không, thực sự thì đây chỉ là một màn marketing bẩn không hơn không kém. Bạn có thấy bức ảnh này không? Một bức ảnh đẹp nhỉ? Và đây là thứ sẽ xảy ra khi tôi cố kéo giãn nó này. Đó, tự hiểu ý nghĩa đi nhá. Dù sao thì tôi biết thừa là Miyajima sẽ chẳng thể nghe được dòng này đâu. Và nói gì thì nói thì tôi cũng chỉ là một thằng YouTuber mới nổi. Cảm ơn bạn Weibo vì đã đóng góp ý tưởng cho video này. Mình sẽ luôn nhận ý tưởng cũng như ý kiến góp ý ở đường link bên dưới. Cảm ơn các hội viên tháng này vì đã ủng hộ mình. Hãy nhớ rằng khi làm hội viên bạn sẽ có một vài đặc quyền hay ho như credit ở cuối video hay quyền truy cập vào tất cả kịch bản, bao gồm kịch bản của chính video này. Cảm ơn vì đã xem và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.